làm gấp cái này, lát nó mail cho tôi. Cậu tìm hiểu gì chủ đề này cho tôi. Bị điên rồi, bị điên. Ráng chịu đựng đi. Cứu mẹ đi mà. Alo, alo, bảo vệ lên, lên đây gấp. Có thích khách. Má ơi, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đối mặt với tên cuồng phong đáng ghét đó là con muốn đột quỵ luôn đây nè trời ơi. Có chuyện gì chị cứ nói đi. Sắp tới mình sẽ làm đám cưới nên chắc là tụi mình không tiện gặp nhau nữa đâu. Cái gì? Đám cưới à?